Ai đang xem thì comment cái nha. Hôm nay là thứ bảy. Các bạn đang làm gì đây? Thư Nguyễn. Xin chào Quỳnh Hoa, Quỳnh Hoa. Rồi, chào em. Thiên Vi, Hoài Thương Trần, Mai Hoàng. Chào mọi người. Thì hôm nay thì Harry đang quay. Đi quay thì giữa chừng thì Harry muốn tám với bạn, các bạn xí. Tại vì các bạn biết không, New Skin là đáng ra là ngày 8 tháng 8 là tổ chức event. Và Harry dự định là ra ngoài đó Harry cũng tặng bài hát cho những bạn nào mà tới sự kiện đó. Nhưng mà cũng không may, cái chuyện không may xảy ra do dịch cho nên khoảng hết rồi. Thì hôm nay thì Harry livestream để chúc mừng sinh nhật. Đó, chúc mừng sinh nhật được tròn 1 năm của New Skin. Đó, là Harry muốn gửi lời New Skin chúc mừng sinh nhật được tròn 1 năm. Và rất là nhiều khách rất là thích sau khi xài cái sản phẩm này. Thì Harry muốn gửi lời cho New Skin là có gì thì chúc mừng sinh nhật đúng 1 năm. Và mong là sau này làm sản phẩm nhiều cái và được khách hàng ủng hộ, và được làm cho da của khách hàng mịn và rất là nó đó, giống như là nó phản quang. Đó, muốn là được dạy và làm cho da của mọi người khỏe hơn. Đó là những gì mà Harry muốn gửi lời cho New Skin nhân dịp 1 năm. Các bạn ơi, da chị đẹp quá. Thật ra thì Harry phải chăm sóc da nhiều chứ. Tại vì thật ra thì một phần là do là từ nhỏ Harry rất là quan tâm đến da. Các bạn cũng biết rồi, thì đa số được hay sao ấy. Đấy, mong là được. Chào các bạn. Nói chung là bên là phải học da, chăm sóc da từ nhỏ là chuyện rất là bình thường. Cho nên từ nhỏ là Harry cũng hay kiểm tra những cái thành phần đó có hợp với mình hay không. Rồi mình cũng xài thử. Khi mà mình xài thử thì cái phần nách ở trong, nó không phải là phần nách mà cái kia đây nè. Các bạn có thấy clip không? Hello. Xin chào buổi tối. Các bạn đang làm gì đây? Có ăn gì chưa vậy? Harry thì bây giờ cũng là hơn 8 giờ rồi. Đúng rồi. Cho nên hồi nãy thì Harry đã từng ăn khoảng chừng 6 giờ. Tại vì rất là cố gắng muốn không có ăn đêm để mình có thể là đừng có mập. Ăn đêm là mập lắm các bạn. Rất là mập nha. Ai muốn giảm cân là thôi không có ăn đêm hết trơn. Bây giờ đã không tập thể dục mà bây giờ ăn quá tải luôn là mập là đúng rồi ha. Đấy. Nói chung là hôm nay thì cũng đi quay chương trình. Thì Harry cũng lâu lâu muốn nói chuyện với các bạn và cũng gửi lời chúc mừng sinh nhật New Skin nên livestream vậy đó. Mới đây thì cũng có bài hát của Ali Hoàng Dương. Bài hát Em đi đường nào anh sẽ đi ngược gì đó. Đó, các bạn có nghe chưa? Thực ra cái đề bài nó dài mà nó khó nhớ. Nói chung là bài đó là nó buồn lắm, rất là buồn. Cho nên có gì thì các bạn nghe thử hen. Và Harry phải nói lại cho các bạn là thật ra thì cái này Harry đang gặp một cái vấn đề là rất là nhiều người nói là cái này bán hàng giả rất là nhiều. Cho nên Harry nghĩ là lát có giờ Harry livestream xong là Harry sẽ viết một cái link. Mà đúng cái link đó thì Harry nghĩ là các bạn nên mua cái tại đó, chứ mua chỗ khác Harry cũng rất là sợ là mình quảng cáo mà
những người mà bán không đúng sản phẩm, người ta bán xong rồi thì những khách hàng người ta xài xong rồi thì người ta bị hư da hay gì đó thì mình cũng nghe không có vui nữa. Ừ, cho nên Harry nghĩ là Harry sẽ chia sẻ một cái trang web, rồi có gì thì các bạn vô đó các bạn hỏi ha, để có thể là mình mua đúng chính hãng. Ừ. Và rất là nhiều các bạn hỏi Harry là tại sao rất là nhiều trang web bán dầu thơm này nọ, thì Harry phải khẳng định luôn là Harry không có bán dầu thơm gì hết trơn á. Harry vẫn phải chân thành là không có đi bán dầu thơm các bạn nha. Cho nên cái trang nào mà ngoại trừ trang Harry Won là trang này, mà trang này các bạn đang xem, hoặc là trang MC Trấn Thành ra, thì ngoài ra có cái trang nào mà người ta nói là Harry Won hay là Harry Shop hay là gì đó thì tất cả là giả mạo hết. Cho nên các bạn có gì thì blog dùng Harry ha, để các bạn không có bị lừa. Rất là nhiều bạn nói là muốn ủng hộ, cho nên các bạn mua nhưng mà nó không có ủng hộ gì hết trơn, nó không có liên quan, mà các bạn mua cái sản phẩm không có tốt. Mà nhiều khi sản phẩm đó chưa chắc là nó, tức là nó có thể là gây sức khỏe ảnh hưởng gì đó. Nếu mà nói chung là nó có những cái vậy, thì Harry muốn chia sẻ với các bạn là Harry với anh Trấn Thành không có bán dầu thơm, hãy nhớ điều đó nha. Thích dầu thơm thì có, nhưng mà không bao giờ bán dầu thơm. Hiện đang là không có bán gì hết trơn á, mình đi làm việc thôi là đã không có đủ thời gian rồi, cho nên các bạn hãy nhớ điều đó nha. Rất là nhiều bạn hỏi về cái vấn đề đó, cho nên Harry cũng xưa giờ Harry nghĩ là phải giải thích một lần thì thôi, hôm nay nhớ thì mình giải thích luôn ha. Còn ngoài ra thì thật ra thì rất là cũng có nhiều những bạn hỏi là MuleSkin thì nó tốt cho cái nào á, thì thật ra thì cái này á là tốt cho rất là nhiều cái. Thứ nhất là moisturizing, là dạng kiểu như là làm cho da nó ẩm. Thực ra thì rất là nhiều bạn nhầm hiểu về cái chữ ẩm da. Các bạn nói là tôi không có thích cái gì mà da nó bị nhờn này nọ, nhưng mà thực ra các bạn nhờn càng không sức và càng thấm, làm cho cái da nó khô thiệt là khô, thì da của các bạn đang hư. Và nếu như các bạn cảm thấy ê, da mình hôm nay nó khô khô nè, thì các bạn không nên thích thú với cái chuyện đó. Mà cái chuyện đó có nghĩa là lão hóa của các bạn đang bắt đầu rồi. Cho nên da của các bạn là không bao giờ nên để cho nó khô, khô queo là tại vì các bạn cũng phải hiểu cái chuyện giống như là lá mà nó khô thì nó mình đụng là nó tan vỡ hết, đúng không? Còn cái lá mà nó còn tươi tắn thì nó ẩm ẩm vừa phải, đâu có bị khô queo chết đâu, đúng không? Thì da của mình y chang vậy. Người ta nghĩ là da khô là nó da nó rất là thích, nó không có bị dầu, nhưng mà thực tế mà nói thì các bạn phải sức MuleSkin cho nó ẩm ẩm vừa phải đó, cho nó cái da nó giữ cái balance lại, để da của mình nó không có bị dầu. Tại vì khi mà các bạn có dưỡng ẩm tốt á thì dầu nó sẽ không có ra nhiều như các bạn nghĩ. Mà nếu mà các bạn để khô thì da của mình nó cảm thấy là chết rồi, kiểu như là không ổn nha, phải phát ra nhờn đó, nó kiểu vậy. Cho nên da nó càng bị nó nhờn nữa. Cho nên các bạn hãy nhớ điều đó là không bao giờ, không nên, nhất là con gái thì không nên thích da khô nha. Hay đi lúc nào cũng chăm sóc da để cho nó cái da của mình nó lúc nào cũng ẩm ướt đó, như vậy đó. Và khi mà mình biết dưỡng ẩm ướt này nọ thì các bạn cũng thấy đó, Harry hôm nay là make up là rất là nhẹ nhàng, cái phấn rất là nhẹ nhàng, nhưng mà nó rất là nhìn nó mượt, đúng không? Nhưng mà mỏng xíu à, mình đánh có mỏng xíu à. Rất là nhiều bạn nghĩ là làm make up cho đẹp là mình sẽ đẹp thôi, nhưng mà thật sự mà nói, cái cách tốt nhất và cách không tốn tiền nhất là các bạn dưỡng đúng thì da của mình đẹp sẵn rồi, thì khi mà đánh phấn á, nhẹ nhàng một chút xíu thôi là đã xong xuôi hết rồi, chứ không có cần gì hết trơn á đó. Cho nên á, có gì thì các bạn hãy nhớ điều đó. Thứ nhất là có cái phần dưỡng ẩm rất là tốt, và thứ hai là làm cho trắng da. Thì rất là nhiều bạn nói là trắng da là nó mình thấy liền luôn là da nó trắng bóc. Thực sự mà nói thì cái gì mà nó liên quan tới trắng bóc liền á, thì các bạn cũng phải nên suy nghĩ lại. Da nó trắng, da của ở đây là làm cho cái màu da của mình nó đều, hoặc là nó làm cho màu nó trong, nó đúng hơn là cái từ mà trắng của các bạn nghĩ nó khác.
khi mà mình da của mình nó màu nó trong sáng thì nó sẽ cái màu nó sáng một cách rất là tự nhiên, chứ không phải là sức hay là nó trắng liền. Cái gì mà sức mà trắng liền á là rất là nhiều thành phần nó mình không biết thành phần đó, cho nên mình thấy ôi trắng liền nha, xong mình xài, nhưng mà thực tế thì nó rất là nhiều thành phần không có được nên xài nhiều, hoặc là những cái thành phần mà không nên dùng cho da của con người thì người ta dùng thì mới như vậy. Cho nên thời xưa, thời Roma hay là gì đó, thời mà xưa, từ xưa tới giờ luôn là phụ nữ thì ai cũng nghĩ tới cái chăm sóc da hết trơn á. Mà thời điểm đó người ta có dùng những cái chất mà của trong dưới biển, Harry không biết cái từ đó là từ gì, tiếng Hàn Quốc là sun, thì cái thành phần đó vô cái là mình xước cái là nó trắng liền ngay lập tức luôn. Nhưng mà sau khi một thời gian khoảng chừng 2-3 tháng sau thôi là da nó bắt đầu xuống bị sạm, bị đen, rồi da nhiều khi nó còn bị một cái vấn đề gì mà liên quan tới bệnh luôn. Cho nên Harry vẫn khuyên là các bạn mua cái gì mà liên quan tới sức da đó thì các bạn phải nghiên cứu kỹ là trong cái đó nó có thành phần, nó chứa được thành phần gì. Với lại thứ hai là các bạn cũng nên biết là cái thương hiệu đó mình có đáng tin cậy hay không. Cái này thì Harry nghĩ là chúng ta cũng nên suy nghĩ lại. Còn cái chuyện thành phần thứ ba thì anti-wrinkle có nghĩa là chống lão hóa. Thì thật ra thì bản thân Harry cũng phải suy nghĩ đến cái chuyện này, tại vì nhưng mà thật ra thì rất nhiều các bạn nói là Harry so với tuổi là Harry rất là trẻ, là một phần là do từ nhỏ Harry chăm sóc da rất tốt và lúc nào cũng sức kem chống nắng hàng ngày đó, và cái những cái việc đó làm cho da của mình nó tức là gì nè, lão hóa là chúng ta phải biết là không thể cấm được, cái lão hóa là chuyện gì cũng sẽ đến mà thôi. Nhưng nếu mà mình biết dùng mỹ phẩm đúng và mình biết chăm sóc da đúng thì cái lão hóa nó sẽ đến với mình một cách rất là chậm. Nếu như người ta khoảng chừng 30 tuổi là người ta có tóc bạc hay là một cái gì đó thì mình thì khoảng chừng 40 tuổi mới bắt đầu già như người ta chẳng hạn. Nói chung là như vậy đó, nên các bạn phải cân nhắc là nên xài sản phẩm gì cho tốt và làm cho da nó tốt nha. Nói chung là da khỏe là làm kiểu gì cũng đẹp hết trơn á. Đừng có nói là make up cho nó che đi là được, nhưng mà trời ơi nó khổ lắm. Tại sao người ta phải đi chăm sóc da cho nó kỹ? Tại vì không cần make up cũng cho nó đẹp luôn. Đó là như vậy, hiểu không? Rồi. Còn cái phía sau thì thật ra thì có những cái làm, tại vì một khi mình dưỡng ẩm tốt á thì cái da của mình nó không bị khô quá, không bị nhờn quá, thì mụn nó cũng không có nhiều như trước đó. Mụn nó, tại vì cái da, một khi da của mình mà nó giữ được cái balance là nó sẽ làm cho cái nó không có cái chất kích thích để cho cái da của mình nó nổi mụn chẳng hạn, cho nên nó có thể là giảm mụn và nó làm cho những cái mà giống như là các bạn đi nắng này nọ đó thì làm cho cái da nó dịu xuống liền ngay lập tức luôn. Cho nên khi mà đi biển hay là nói chung là đi đâu á, mà buổi sáng sớm mình đi làm mà mình xịt cái này xong rồi, các bạn phải nhớ điều này là hai cái tay của mình, bàn tay của mình nó xoa làm cho cái tay nó ấm, sau thì các bạn nó đắp vậy để cho nó cái những cái chất dinh dưỡng da của mình nó thấm vô sâu trong da, sau đó thì các bạn hãy sức kem chống nắng hàng ngày, đó là xong. Thật ra thì nhiều cái mình nghĩ là dưỡng da nó phức tạp lắm, nhưng mà thật sự mà nói thì nếu như các bạn chăm chỉ là được hết á, muốn cái gì mà không được cả. Nhưng mà rất là nhiều bạn không biết, cho nên Harry cũng cảm thấy rất là tiếc. Rất là nhiều bạn hỏi là Harry chăm sóc da kiểu gì mà so với tuổi thì rất là trẻ, là thật ra thì trẻ phải có lý do các bạn rồi, và muốn trẻ muốn đẹp phải chăm chỉ, không chăm chỉ mà lười biếng mà muốn đẹp cái gì. Mình phải chăm chỉ chăm sóc da, mình phải chăm chỉ tập thể dục, mình phải chăm chỉ là không có ăn nhiều đó, mình phải tự ý thức được cái chuyện đó thì mình mới đẹp thôi. Chứ tự nhiên sinh ra mà đẹp liền thì chắc là cái đó là chỉ có những người hoa hậu thì còn quá may, còn những người bình thường như mình thì thôi, mình cứ chăm sóc ha, vậy thì Harry nghĩ là nó sẽ tốt hơn. Đó là những gì Harry đang suy nghĩ. Với lại thì Harry có nghe là
Muskin sẽ đổi cái vỏ, mấy tháng nữa là sẽ đổi cái vỏ làm cho renew, làm cho có thể là nó sản phẩm nó tốt hơn và làm cho renew để cho các bạn cảm thấy là giống như là mình sẽ nâng cấp, đúng rồi, nâng cấp. Cho nên có gì thì các bạn hãy chờ đợi Muskin tới cái ngày đó nha. Đấy. Chị Harry sẽ quá trình chăm sóc da tuổi dậy thì đi à? À, thật ra mà nói nha, khi mà tuổi dậy thì là mụn ra nhiều nhất, đúng không? Công nhận. Tại vì vấn đề là vậy nè, một phần là cái tuổi đó là tuổi học nhiều và bị stress rất là nhiều. Thì rất là nhiều bạn nói là trời ơi, tôi thấy kiếm tiền nó stress lắm. Nhưng mà thật sự mà nói nha, đối với Harry là cái thời gian học hành á, nó cảm thấy bị stress dã man luôn. Nếu như là những cái môn mà mình thích thì mình không nói, còn những cái môn mà mình không thích thì mà mình phải học, mà đôi khi mình thấy học mấy cái thứ này mình đâu có dùng cho ở ngoài đâu mà mình bắt mình học chi, giống như là mấy cái học mà toán học mà nó càng về sau ấy, cộng trừ nhân chia đôi thì không nói gì hết, nhưng mà càng về sau những mình học những cái gì mà quá khó thì mình cũng cảm thấy bị stress, nhưng mà mình cũng phải học thì mới có cái điểm tốt, thì mình phải học. Thì các bạn nghĩ đi, học sinh một ngày ngồi suốt mà cứ học về nhà làm bài tập, rồi không làm thì bị la, rồi ơi khổ chứ. Mình thấy học sinh khổ lắm á, đừng có nói là học sinh không biết, giết chơi vô tư thì có vô tư, do là vô tư nên mới đỡ chứ. Harry thấy đi kiếm tiền nó ok hơn là đi học, thiệt sự. Mình đi kiếm tiền thì mình cũng cảm thấy mình thỏa mãn là hàng tháng này mình làm việc bao nhiêu đó, xong rồi mình được kiếm tiền, mình cũng thấy thỏa mãn cái điều đó chứ. Học là rất là khó, bị stress lắm. Nhưng mà các bạn cũng phải nên học. Tại vì các bạn học thì mới những cái con đường tương lai của mình các bạn muốn, nó có thể là tiếp cận nhanh hơn. Cái đường đó là có thể là đường, có thể là người ta thì phải đi một cái con đường dài phía sau gì đó, đi một vòng đi, thì mình sẽ làm ra một cái con đường cao tốc riêng cho mình luôn đó, đi thẳng tiến luôn. Cho nên học thì phải học. Mà mình đang nói cái gì ta? Mình đang nói về cái da vậy thì mình nên chăm sóc như thế nào. Thì thật sự mà nói thì chăm sóc da dành cho tuổi dậy thì Harry nghĩ là không cần nhiều bước, và Harry nghĩ là xài Muskin mà một cách ít thôi, không cần nhiều luôn. Khi mà da mình cảm thấy những người mà trên 20 tuổi thì nên như vậy, không phải trên 20 tuổi, trên 18 tuổi thì mình dùng cái sản phẩm này cho nó dưỡng ẩm nhiều, tại vì da càng tuổi ăn nhiều thì da mình nó sẽ khô nhiều hơn. Nhưng mà tuổi của các em dậy thì, nhưng mà cho là dậy thì cũng là Harry nghĩ là khoảng chừng 13 tuổi trở lên thôi, còn xuống dưới đó thì Harry nghĩ là vẫn không nên dùng. Nếu mà dùng thì chỉ là nước hoa hồng á, để cho nó rửa sạch. Và các bạn kem chống nắng thì phải dùng nha, nhất là cái đó là phải dùng nha, đó làm cho sạch và vậy thôi. Và một ngày cũng không nên rửa mặt rất nhiều lần. Nhiều bạn nói là da em nó bị nhờn và bị mụn nhiều quá, em muốn cho nó giữ sạch sẽ, cho nên một ngày là em rửa mặt 3 lần, 4 lần, 5 lần thì cái đó là tuyệt đối không nha. Thì mỗi lần rửa mặt đó là chỉ có buổi sáng và buổi tối trước khi ngủ mà thôi, chứ không có cần gì hết trơn đó. Tại vì khi mà các bạn làm nhiều quá đó thì da của mình nó cảm thấy ê, sao dạo này da mình khô dữ vậy, thì lại nó ra cái chất là nó nhơn thiệt là nhơn, một cái nhơn thiệt là nhơn, thì lại nổi mụn thiệt là nổi mụn, mà nổi mụn xong rồi mình nặng mụn bằng tay nữa là chết mình nữa. Các bạn đừng bao giờ nặng mụn bằng tay nha, nhớ điều đó nha, nó hư da khủng khiếp, nó làm cho thâm và những cái vết thương đó muốn làm cho phai màu nó rất là khó. Các bạn phải đi spa, các bạn phải đi thẩm mỹ viện để bắn laser để cái vết thương nó nhạt đi, thì có thể chứ tự cho nó trôi qua đó khó lắm. Tại vì các bạn sẽ không có kiên nhẫn để kiểu như là để cho nó tự trôi qua, cứ đụng hoài vậy đó. Tại vì Harry đã từng như vậy, hồi xưa Harry đi cái trên trán nó mụn quá trời mụn luôn á, cho nên mình cái chọn cái cách là mình cắt máy để cho nó mình che luôn, che cái máy, che cái trán luôn để không có thấy mụn. Nhưng mà cái đó là tuyệt đối sai luôn, làm như vậy xong rồi nổi mụn nhiều hơn nữa.
Trời ơi, khổ lắm các bạn ơi. Harry đã từng trải qua cái tuổi dậy thì rồi. Cho nên Harry nói cho các bạn là đừng có xài quá nhiều mỹ phẩm. Cái tuổi của các bạn là không nên xài quá nhiều mỹ phẩm nha. Là những gì Harry muốn chia sẻ thôi. Mà nếu mà các bạn rửa mặt xong các bạn khô, da nó khô, thì các bạn lấy cái nước hoa hồng để rửa sạch một lần nữa. Và các bạn dùng Milk Skin chút xíu thôi. Sau rồi thì vừa đủ thôi, chứ đừng có xịt nhiều nữa. Và mỗi lần là buổi sáng là cứ xịt kem trong nắng vậy là Harry nghĩ là ok, chứ không có cần thiết gì đâu. Đó, nãy giờ mình cũng tám nhiều đó. Thì thôi mình, tại vì mình cái gì mà mình biết một cái gì đó mà bí quyết á, thì mình cũng muốn chia sẻ với các bạn rất là nhiều, cho nên Harry mới livestream vậy đó. Tại vì Harry là một người quá là quan tâm đến da. Nhiều các bạn nói là ngoài trừ cái dùng mỹ phẩm thì Harry có đi spa này không, thì tất nhiên là Harry đi chứ, phải đi chứ các bạn. Không đi thì sao đẹp. Nói chung là chăm sóc da là Harry nghĩ là nếu mà mình được điều kiện thì cứ đầu tư vào cái nhan sắc của mình xí đi. Nếu mà mỹ phẩm, dùng mỹ phẩm xong rồi các bạn nào mà ham như Harry thì cũng nên đi kiểu như spa, rồi mình cũng biết chăm sóc da, bắn laser cho nó da nó màu, nó ổn một màu hay gì đó chẳng hạn, thì Harry nghĩ là cũng nên. Với lại cái tuổi của Harry mà ai mà đã từng đẻ con hay nha, thì sẽ bị sạm rất là nhiều. Bị nám chứ. Cho nên các bạn cũng phải là cân nhắc. Nên cân nhắc. Còn tuổi trẻ thì thôi, đừng có cần là không làm gì hết trơn á. Khi mà nổi mụn thì các bạn đi thẩm mỹ viện hoặc là đi spa gì đó, nhưng mà chỗ nào mà nó có cái chuyên môn về cái đó, điều trị mụn, ok. Còn ngoài ra là gì trắng da gì đó thì thôi, lớn rồi là không cần làm hết trơn nha. Trên 18 tuổi mới làm nha các bạn nha. Đó. Nhưng mà liên quan tới mụn thì các bạn không nên nặng mụn, tự nặng mụn nhiều khi cũng sai, rất là sai cách luôn. Mà một khi sai cách là nó hư cái da của mình rất là nặng. Cho nên các bạn tốt nhất là nên đi chỗ nào mà spa hoặc là đi chỗ liên quan tới da liễu gì đó đó, nên chỗ đó để cho người ta, những người chuyên nghiệp người ta nặng cho mình, nó sẽ ok hơn. Nhớ nha, em đi đâu á, nếu như các bạn đi đâu á, người ta lấy tay người ta nặng cho mình là chỗ đó là người ta không có chuyên môn nha. Nha, hãy nhớ điều đó nha. Trời ơi, tay của mình, tại vì vậy là những cái móng tay của mình nó, mình không có thấy thôi chứ nó rất là nhiều vi trùng mà mình nặng, làm cho xước da bị vết thương, rồi nặng thì nó nặng không có tới đâu nữa, nó rất là ghê lắm. Đó. Cách trị nám thì Harry nghĩ vậy, thật ra thì cách trị nám là mình vừa kết hợp giữa bắn laser cộng thêm là những cái thành phần mà nó có cái chất là trắng da, sáng da, thì trong đây cũng có đó, trong cái Milk Skin cũng có những cái thành phần là trắng da, brightening đó. Thì Harry nghĩ là chúng ta nên kết hợp hai cái này chung, và mình bắn laser xong rồi, nhưng mà một tuần một lần mình phải bắn cho đều đúng cái thời gian đó để cái nám của mình nó sẽ bớt đi các bạn ơi, nám sẽ bớt đi chứ không phải là hoàn toàn mất 100%. Mình sẽ bớt đi, sau đó thì mình sẽ chiếu ánh nắng vô thì nó lại sẽ có tiếp tục mà thôi. Cái đó là cái chất melanin dưới da. Các bạn nghĩ là cái melanin là vậy là cái nám là nó làm hư da đúng không? Thì thật ra thì cái chất melanin là muốn bảo vệ da của mình, nó mới trỗi lên như vậy. Tại vì da của mình rất là nhạy cảm. Da của các bạn nghĩ là không sao gì hết, nhưng mà thật ra thì nó rất là, khi mà ánh nắng vô thì nó tại vì các bạn cũng biết rồi, khi mà buổi trưa mà đi ra ngoài đường Việt Nam như thế nào, trời ơi coi như là nắng đầu luôn á, thiệt luôn á, giống như là cái đầu mình nó có cái lửa nó đốt nó cháy vậy luôn á đó. Cho nên á, các bạn cũng phải
nhớ là dùng kem chống nắng, rồi dùng Mu Skin, rồi thì dùng cái chất là băng laser toning thôi, toning hoặc là APL gì đó, thì chắc là có thể là các bác sĩ có thể là nói cho các bạn hiểu, sẽ consulting với các bạn. Còn ngoài ra thì đúng, hai đình là chỉ có đúng ba cái thứ đó thôi, thì các bạn cũng sẽ, da mình nó sẽ đỡ hơn đó, nhớ nha. Đó, thật ra thì Harry nha, Harry cũng vô tình Harry nói chuyện cho các bạn thì Harry cũng không biết là những cái kiến thức này sao mình biết luôn á. Chắc là có thể là một phần là Harry quan tâm quá nhiều về da cho nên mới biết được như vậy. Cách trị mụn đầu đen ở mũi chị ơi, các bạn ơi nhớ nha, đừng bao giờ nặng mụn bằng tay. Harry đã từng nặng mụn bằng tay rất là nhiều lần cho nên Harry hối hận muốn chết luôn. Cho nên tốt nhất là thôi, ráng sao cho nó mình kiếm tiền, mình dành được tiền, sau thì một tuần mình đi một lần, mình đi nặng mụn á, và rửa khi rửa mặt á, mình rửa kỹ hơn, nhất là cái phần mũi thì mình sẽ, nếu mà chỗ này mình rửa đúng nó vậy thì phần mũi mình sẽ để lâu hơn chẳng hạn, thì Harry nghĩ như vậy là ok. Và có những cái sản phẩm giống như là làm cho cái phần mũi á, nó cái đầu đen nó sẽ ra chậm hơn, tức là vệ sinh nhiều. Các bạn nhớ nha, nói chung là nặng mụn bằng cái mũi này bằng tay á, thì nó làm kiểu gì nặng mụn bằng tay là không nên. Và khi mà đầu đen thì các bạn chỉ có là cách là rửa kỹ và đi spa nặng, người để cho người ta nặng thôi, chứ đừng bao giờ mình tự nặng. Nếu mà kiểu như là không thể nào mà mình ra ngoài mà mình phải buộc làm ở nhà, thì lúc đó thì mình có thể là làm cho cái xông hơi nước á, nước xông hơi để cho cái nở lỗ chân lông. Sau thì các bạn sẽ dùng cái này, bông tăm, và các bạn sẽ nặng. Nhưng mà thật ra sau khi làm cái đó xong nha, thì các bạn cũng phải dưỡng cho nó kỹ, tại vì không dưỡng kỹ thì ở đây cái da nó, mình làm nặng á, nó kích thích cái da, cho nên cái da ở ngoài á nó sẽ bị chóc nữa. Cho nên nó thật sự mà nói là tốt nhất vẫn là để cho những người chuyên nghiệp nặng cho mình là cách tốt nhất. Và khi mà nặng mụn đầu đen nhiều á, thì da mình nó, cái lỗ chân lông nó sẽ nở ra rất nhiều. Sau khi các bạn nặng xong á, là nhớ là lấy cái nước lạnh á ốp vô mặt ít nhất là trên 10 lần để cho nó, cái lỗ chân lông của mình nó sẽ bớt đi. Hoặc là dạo này thì cũng có nhiều cái máy làm cho cái da của mình nó lạnh á, thì lấy cái máy đó các bạn tập trung làm cho cái đó cũng được. Đó là những gì chia sẻ của Harry đấy. Có cạo lòng mạch được không chị Harry ơi? Thật ra thì cái đó thì Harry không biết nữa, tại vì Harry chưa bao giờ cạo lòng mạch nên Harry không có biết là có nên hay không. Này thì mình không biết nên thôi mình không có tâm sự được ha. Nói chung là vậy nè. Thì Thank you. Lâu lắm rồi cũng chia sẻ với các bạn. Nãy giờ cũng do công việc cũng một phần, cũng do nhiều thứ phải suy nghĩ, cho nên Harry cũng hơi bị stress và hơi nặng đầu. Nhưng mà hôm nay thấy nói chuyện với các bạn xong là đúng là xả được nhiều cái. Ê, nhưng mà đúng là vậy nha, con gái muốn xả stress là phải nói chuyện, không nói chuyện là không được, đúng không? Công nhận không? Ha? Đó. Đấy, và cho chị xin địa chỉ mà mình có thể mua sản phẩm đi Ri ơi, vì có nhiều trang bán. Thì Harry bây giờ vậy nè, Harry không có nhớ cái tên đầy đủ của cái trang đó là gì, nhưng mà Harry xong livestream cái là Harry sẽ gửi cái, để cái phần đầu, cái comment đầu tiên á là cái trang web đó luôn, để cho các bạn cũng không có bị nhầm lẫn về hàng chính hãng và hàng giả. Harry cũng nhìn cái đó mà Harry tức ghê á. Nói chung là vậy nè, mình làm ăn thì mình cũng phải phải có lương tâm chứ. Thà là mình làm sản phẩm thiệt sự là tốt, và lấy cái tên khác thì còn được, chứ hàng giả rồi này nọ thì Harry nghĩ là đúng là mình không nên. Và nếu như mình biết là hàng giả thì mình cũng
ham vì rẻ, tại vì có thể là nó rẻ hơn, nhưng mà khi mà các bạn xài rồi thì nó hư da thì nó còn tốn tiền nhiều hơn nữa. Cho nên Harry cũng đôi khi Harry mua hàng trên mạng, Harry so sánh thì so sánh nhanh, nhưng mà Harry cảm thấy cái gì mà giá rẻ quá thì Harry gạch liền ngay lập tức, tại vì không thể nào mà giá vậy được. Thà là mình giảm được xí hay là đúng giá thì mình chắc chắn là à, cái này nó sẽ không phải là hàng giả, mình sẽ an tâm hơn. Đó là những gì Harry muốn chia sẻ. Hình như ở đây cũng có rất là nhiều các bạn đã dùng Mu Skin rồi. Đó, thì Harry nghĩ là vậy thôi. Các bạn dùng thử đi, tại vì Harry, chính Harry là đã từng là đã dùng rồi. Và giờ Harry vẫn đẹp. Và nhất là cái sản phẩm này là không phải là nước khác sản xuất, mà là sản xuất tại Hàn Quốc. Nó sản xuất tại Hàn Quốc, sau đó thì mới mang qua Việt Nam. Đó, cho nên á, các bạn, Harry nghĩ là các bạn không cần lo về cái chất thành phần của trong cái Mu Skin mình có đáng tin hay không. Tại vì bên Hàn Quốc là chuyên về mấy cái này mà. Thì các bạn có thể là tin tưởng, và có thể là tin tưởng Harry, và có thể là tin tưởng Mu Skin. Và nhớ là phải mua đúng chỗ chính hãng, là Harry nghĩ là ok. Và thật ra thì các bạn ơi, chắc là tới giờ Harry phải quay tiếp rồi, nên thôi Harry phải tắt cái livestream. Có gì thì Harry sẽ share cho các bạn một cái link chính thức của Mu Skin, và các bạn vô đó inbox cho người ta, và có gì thì người ta sẽ tự nhiên không nhớ cái từ tiếng Việt ghê tức ghê, sẽ consulting cho các bạn là địa lý gì, đại lý. Đại lý gần nhất của khu các bạn là ở đâu, có thể là mua được chẳng hạn, thì các bạn sẽ consulting cho các bạn ha. Rồi, cảm ơn mọi người. Bye bye. Thank you các bạn, lúc nào cũng ủng hộ mình và rất là nó nhiều cảm xúc lắm, không biết phải nói như thế nào, nhưng mà Harry phải xin gửi lời cảm ơn Starfe và các bạn đang xem livestream của Harry One nha. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều, và có gì thì lần sau chúng ta sẽ gặp tiếp nha, và chúc mừng sinh nhật một năm của Mu Skin nha. Bye bye.